Hà Nội đã bước vào đông. Đôi chân bước đã chậm, nhưng người thầy giáo 85 tuổi này vẫn cần mẫn hàng ngày vượt 15 km tới với các học trò nhỏ. Thầy đã già, nhưng bài giảng của thầy thì vẫn trẻ và tràn đầy năng lượng như các học trò. Khi mà thầy vừa bước vào lớp thì con cũng thấy hơi ngỡ ngàng, tại vì chưa bao giờ con thấy một thầy giáo nào mà cao tuổi và như vậy. Con nghĩ là những bài giảng của thầy chắc hẳn là sẽ làm cho con bị nhàm chán, nhưng mà sau một tiết học xong con đã thấy rất là ấn tượng. Hồi xưa thì con cũng khá là sợ môn lịch sử vì cái môn đấy lý thuyết nó quá nhiều để nhớ ấy ạ. Nhưng mà sau khi mà học môn thầy Cương thì con cảm thấy là môn đấy nó không phải là một môn mà quá khó. Theo như con thấy là thầy Cương đã là một thầy là có nhiều năm kinh nghiệm rồi. Và đặc biệt là con thấy tuy thầy đã lớn tuổi nhưng mà thầy cũng rất là tâm huyết vào những cái bài giảng. Nên là hầu như là các bạn lớp con đều học được ổn hết ạ. Thầy giảng rất là dễ hiểu và những cái câu chuyện mà thầy kể về lịch sử là khiến em có tưởng tượng được khá là dễ và nhớ bài rất là dễ. Đôi khi thầy cũng kể chuyện về ngày xưa của thầy cho bọn em nghe. Em thấy là qua cách dạy của thầy Cương thì môn lịch sử đã không còn là một cái trở ngại khó khăn của em nữa. Thứ nhất là ngưỡng mộ về phẩm chất đạo đức của thầy. Thầy là một thầy giáo vô cùng tâm huyết và chuẩn về mẫu mực, luôn là tấm gương để cho chúng tôi được noi theo. Thầy là một người rất là chỉn chu, nghiêm túc trong công việc. Còn ở ngoài đời sống thì thầy lại vô cùng ấm áp. Bởi vì với cái thế hệ là tuổi con, tuổi cháu như chúng tôi thì đối với thầy vô cùng kính trọng. Người thầy giáo được học trò và đồng nghiệp trìu mến gọi tên ấy là thầy giáo Lê Đình Cương. Yêu môn lịch sử từ khi còn học tiểu học, đến tuổi chọn trường, chọn nghề, tình yêu ấy dẫn lối khiến thầy trở thành giáo viên dạy sử từ ngày tốt nghiệp đại học sư phạm đến nay. Và đã hơn 60 năm gắn bó với bảng đen phấn trắng, cũng là bấy nhiêu năm bảo thế hệ học trò trưởng thành dưới sự dìu dắt của thầy. Những ngày này, ngôi nhà nhỏ ở phố Hàng Khoai bên hồng chợ Đồng Xuân lại rộn ràng hơn vì sự xuất hiện của những học trò cũ. Ừ. Rồi xin mời tất cả ngồi đây. Vâng ạ. Thế cái bản đàn mà thầy vừa đánh là nghe rất là quen. Bài Hà Nội này, bài qua miền Tây Bắc này. Vâng ạ. Bài Bắc Sơn. Vâng. Bài Thăng Long Hành Khúc đấy thầy đánh mấy bài và bài Diệt Phát Xít của Nguyễn Đình Thi, nhạc hiệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng ạ, rất là quen thuộc. Rồi. Cách đây không lâu thì em đã gặp cặp rất là nhiều những học sinh cấp 2 của thầy và điều ngạc nhiên là cảm xúc của các bạn khi mà nói về thầy Lê Đình Cương. Và em rất là tò mò tại sao thầy lại có thể truyền đến cho các em cái tình yêu một lịch sử lớn đến như vậy, dù có thể thấy là cái khoảng cách về tuổi tác rất là xa. Muốn dạy sử hay, trước hết người thầy phải yêu nó thật sự. Cái thứ hai là khi giảng dạy phải truyền được lửa cho học trò. Mà truyền lửa đây là bằng ngữ điệu của mình, bằng những câu chuyện, bằng sự kiện lịch sử có chọn lọc, bằng những bài thơ. Thí dụ, cách đây khoảng độ 15 năm, đến đúng bờ sông Như Nguyệt, nơi Lý Thường Kiệt đã đánh bại quân Tống Quách Hủy Triệu Tiết. Đứng trên bờ đê nhé, thầy Cương cảm xúc và viết luôn. Sông cầu một sáng mùa đông, nghiêng mình tưởng nhớ chiến công thủa nào. Đắp đê cao, dậu che rào, ngăn giặc Tống không cho vào Thăng Long. Thơ thần khát vọng ước mong, vang vọng trời đất, thấm trong từng lời. Đại Việt độc lập muôn đời, chiến công như nguyệt dạng người sử sanh. Tự đáy lòng mình tự nhiên là bật ra được cái những câu thơ như thế. Mà viết luôn là mạch chứ không phải suy nghĩ sửa chữa gì. Kết luận lại, nghề thầy giáo, đặc biệt nghề lịch sử, thì thứ nhất phải yêu cái môn ấy, phải dạy giỏi cái môn ấy. Và thứ hai truyền lửa. Và thứ ba phải thật sự yêu học trò. Để mình có mắng học trò, nó nghĩ là đây là thầy yêu thương mà thầy mắng. Đấy, thế đấy là bí quyết dạy sử. Để đến bây giờ 86 tuổi, học trò vẫn mê và các trường chưa bỏ được.
với một giáo viên thì giáo án qua nhiều năm rồi thì dường như là sẽ không có nhiều sự thay đổi, nhưng mà em nhận ra ở thầy đó là mỗi lần đứng trên bục giảng thì lại vẫn có những cái ngọn lửa, cái sức sống khác nhau và khiến cho các học trò rất là ngạc nhiên ạ. Có một điều là mặc dù dạy lâu nhưng mà anh vẫn phải đọc. Và khi đọc có cái câu gì hay, những đoạn thơ nào hay, những câu chuyện nào hay, anh phải ghi lại ngay. Thầy lấy thí dụ khi mà giảng dạy và nguyên cứu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì sau chiến thắng Điện Biên Phủ, trong cái lễ mừng công, người ta thấy vị anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người có tên là Văn, đã rút khăn mùi xoa ra bên cánh gà lau nước mắt. Và một nhà thơ viết như này: chiến trường ai khóc chia phôi, khải hoàn ai nhớ đến người hôm qua. Người anh cả quân đội nhân dân, người có tên là Văn ấy, không quên bất cứ một ai, không quên bất cứ một sự việc gì. Câu nói xúc động chứ. Hay gần đây đọc trên mạng một câu nói nổi tiếng mà hay, mà tôi cho là hay nhất của bà Nguyễn Thị Bình, là bà nói một câu như này: người Mỹ có thể lên mặt trăng và trở về trái đất an toàn, còn sang Việt Nam thì tôi không chắc. Câu nói quá hay, giống như ngày xưa Trần Thủ Độ: đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Hay là Nguyễn Trung Trực: bao giờ Tây nhổ hết cỏ, nước Nam hết người, nước Nam đánh Tây. Anh phải cảm xúc những cái câu nói, những câu thơ, những câu, những lời nói hay như thế, anh mới dạy hay được. Ở tuổi 85, mà các cụ ta nói là tuổi xưa nay hiếm, cái tình yêu đối với nghề có phải là đã giúp cho thầy ở cái tuổi 85, nhưng mà thầy vẫn đều đặn ngày ngày đến với bụng giảng và truyền giảng những cái kiến thức của mình đến các thế hệ học trò khác nhau không ạ? Xin nói là năm nay là năm thứ 63, chưa bao giờ rời bục giảng. 85 tuổi, 86 tuổi. Nhưng mà với tình yêu lịch sử, với cái sự truyền lửa của mình, bản thân vẫn rất ham muốn đến đi dạy và gặp các học trò. Mình cảm thấy là mình phải có trách nhiệm gì đây, làm cho chúng nó yêu đất nước này, yêu dân tộc này. Nó thấy được là nó phải có trách nhiệm với đất nước này, với dân tộc này, trong cái sự giữ gìn và bảo vệ đất nước. Truyền lửa cho học trò quan trọng lắm. Một lần giảng lịch sử về kháng chiến chống quân quân Nguyên, học trò nó bảo nếu bây giờ có chiến tranh chúng con xin ra mặt trận. Sau khi dạy chiến thắng Bạch Đằng xong, một con bé nó lên con thầy con gửi thầy bài thơ sau khi thầy dạy chiến thắng Bạch Đằng. Thế và nó viết bài thơ như này: nơi đây kinh hồn quân Nam Hán, Ngô Quyền, giặc Tống cũng một trận đảo điên, Lê Hoàn, phá vỡ chiến thuyền quân Mông Nguyên, Trần Hưng Đạo, sông Bạch Đằng ba lần đóng cổng. Trời ơi, nhận bài thơ của nó mà mình xúc động quá, mình bảo đây là thành quả của cái bài mình dạy. Và chính vì gặp được những cái học trò như thế mà dường như thầy cũng đã được tiếp lửa. Đúng quá, đúng. Nó thích lịch sử, nó làm cho mình lại có trách nhiệm hơn và phải giảng hay hơn. Cảm ơn những chia sẻ của thầy và rất là mong muốn thầy sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, bởi vì em biết được rằng cũng giống như em, rất nhiều thế hệ học trò chắc chắn là sẽ luôn luôn mong muốn và được gặp gỡ những người thầy mà có cái niềm đam mê, cái nhiệt huyết lớn như thầy.